Hello Khánh. Nice Nice to meet you too. You remember today. Hôm nay vẫn nhớ giờ để học ha. Okay, I'm glad. Right, how are you today, Khánh? Khánh ơi, hôm nay con sao rồi? How are very super normal. today? Okay, very super normal. So, can you turn on the camera today? Hôm nay chúng ta bật camera lên được không? Teacher, Yes. Can you turn on the you camera today? don't remember À, là cái snap camera của con học rồi và con đang học trên máy tính khác đúng không? thing. Ồ, ok, cô tưởng là con đã sửa được cái camera trên máy tính cũ rồi thì mình học trên máy tính cũ thôi, mình bật camera lên. Rồi, Khánh ơi, không biết là Khánh có nhớ bài hôm bữa cô giao về nhà là chúng ta ôn tập những gì không nhỉ? Nhớ quá. Ok, vậy bây giờ cô cho mình khoảng 2 phút để mình nhìn lại bài cô đã gửi. Rồi sau đó làm sao? Cô khảo bài Khánh được chưa? Easy. Rồi, are you sure? Chắc chưa? Rồi. Còn cần tiết luôn. Ok, lát nữa khi mà khảo bài thì không được phép nhìn vô đáp án đâu nhá. Vậy vì lát nữa vừa khảo bài xong thì Xoay cô... luôn cô. Rồi, Chuẩn ok. nhi. Không sợ ha, rồi dân chơi Con không sợ. chuẩn bị từ trước rồi. Ghê, 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 dân chơi không sợ mưa rơi. Rồi, ok, bây giờ khảo luôn không? Hay là cho 1 phút xem lại bài đây? Cho 1 phút xem lại bài đi cô. Ok, 1 phút xem lại bài nha. Rồi. Thế mới là hào Hào ok, đi hào hứng đâu ra? Thế mới là hào hán chứ. hứng. Wow, hào khi bạn pro nhưng bạn gặp đồng đội. Đồng đội sao? Bạn vừa rồi nhưng bạn gặp đồng đội rất thích bóp. Rồi. Cảm ơn Khánh đã không nói từ bậy bạ ra. Rồi, đi chơi. Bây giờ chúng ta sẵn sàng khảo bài chưa nào? Cô Rồi. sẽ đi một tí nữa cho nó chắc đi cô. Ồ, vẫn phải ôn lại một chút nữa hả? Rồi, Đúng biết dậy ạ. biết vậy nãy cô không cho thời gian ôn luôn. Tại vì Khánh bảo là ok chơi luôn, tại vì con học từ trước rồi. Nói là thế thế ạ. Rồi vậy thì thêm 1 phút nữa nhé. Rồi rồi đấy cô. Rồi được chưa? Rồi được rồi hen. Vậy thì bây giờ cô chia sẻ màn hình. Câu hỏi từ nào đầu tiên cô? Đợi xíu thì bây giờ cô đợi 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 xíu đợi xíu đợi xíu. Rồi. Rồi cô bôi hết cái chỗ này. Bây giờ cô có những cái từ ở trên màn hình đây ha thì chúng ta thấy rồi. Thì bây giờ cô sẽ hỏi ngẫu nhiên, cô hỏi ngẫu nhiên chứ cô không có hỏi hỏi theo thứ tự. Cô hỏi ngẫu nhiên ha. Con Rồi. trả lời hết một lượt thôi này. Không, không chơi như thế, cô hỏi ngẫu nhiên. Khánh nha, bây giờ nhớ lại cho cô này, Khánh ơi, rely on nghĩa là gì? Rely on nghĩa là gì? Gì? Nhớ nhớ cô đang đọc cái từ rely on là từ nào không? Yeah, cô. À, we rely on fossil fuel đấy Đúng cô. rồi, chính xác, đó là rely on đó. Vậy thì rely on nghĩa là gì? Rely on nghĩa là gì? Đó, thấy chưa? Chưa gì đã không nhớ bài rồi. Tên Tự tè. dưng quên mất. Cô đã ăn tí. Đó. Bây giờ nếu mà cô khảo theo thứ tự là chắc chắn Khánh sẽ nhớ. Nhưng mà khảo gì? Khảo ngẫu nhiên là Khánh không nhớ. Rồi, vậy thì bây giờ khảo theo thứ tự cho cô nè. Đọc theo thứ tự cho cô. Đầu tiên, từ này có nghĩa là gì? Đây là Khánh ơi. Ú. 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 Khánh ơi, sao thế nhở? Are you there?
Thái Ôi, vừa con bắt nhầm súng mạng ở tầng dưới, con đang bắt bắt lại cô đợi thì nó đang hơi giật giật tí. ok Ôi rồi. giời, lạy Chúa thôi. Cái gì đấy? Rồi đỡ hơn chưa? Chưa, cô đợi tí, nó đang giật ghê quá. Thế Rồi, hay vậy. luôn đô máy rồi. Tuyệt vời. Ồ không. Rồi là máy giật hay là sao? Mình vẫn nghe cô rõ chứ nhờ, tại vì cô cảm thấy như Khánh vẫn nghe cô rất rõ. Để con restart lại máy đã. Ok, rồi. Hello Khánh. Are you okay? Hello. Hello. Khánh ơi, mình ổn không? Khánh ơi. Are you okay? Ồ, nó lag quá, giờ đến phiên bên cô lag rồi. Nó lag lây qua bên cô luôn rồi. Oh no, oh no, oh no, oh no, this is not good. Hello Khánh, can you hear me? Khánh ơi, mình có nghe cô không? Oh my Có nghe cô không Khánh ơi, nghe chưa, nghe chưa? God. No, my Sao máy của con nó kêu ghê vậy? qua kia thân tôi. Nè một bài. Trời, sao máy con kêu ghê vậy Khánh? Gì ạ? Ý là nãy là máy con nó kêu, ù ù ù mà cô nghe thấy luôn á. Đấy cô, gió quạt đấy cô. Thế Ừ, cô hả? không phải từ đầu đi cô. Rồi bây giờ hỏi lại từ đầu Rồi ha. hay quá, con nhìn cô lát luôn. Tuyệt vời. Thì chịu khó vậy thôi. Không sao cô ạ. Rồi, bây giờ chúng ta khảo từ đầu nhé. Rồi xíu nữa cô sẽ hỏi lại ngẫu nhiên. Rồi, từ này use up từ đầu tiên có nghĩa là gì? Using up á cô. Ừ, đúng rồi. Dùng hết à mẹ. À dùng hết à Ok, cô. đúng rồi, chính xác. We are using fossil fuel like coal and gas Carry very on fast. là gì nữa nhỉ? Tiếp Carry tục. on, đúng rồi, carry on là tiếp tục. Tiếp theo, looking after nghĩa là Bảo vệ. bảo vệ, chăm sóc, chăm lo. Rồi, cảm ơn con, chính xác. Rồi, tiếp theo, put off. Cái này là put off nha, không phải put it off. Put off thôi, put off nghĩa là Không thể dừng lại. không, sai rồi. We can't, he can't nha. Can thì là con hay là không thể thì đúng, nhưng mà put off ở đây con dịch là trì hoãn cho cô, được chưa? Bruh. Rồi, put off là trì hoãn. Rồi, tiếp, come up with ở đây là gì?
Come up with nghĩa là nghĩ ra. Đúng rồi, chính xác, tốt. Tiếp theo. Nghĩ ra giải pháp. Đúng rồi, rely on nghĩa là gì? Chúng ta cần dừng hoạt động tất cả mấy cái gì đó. À, chưa chính xác rồi, rely on này đang là phụ thuộc và lệ thuộc vào. Được chưa? À, bắt từ từ close down mà. À đúng rồi, close down rồi, dừng hoạt động rồi, cảm ơn Dừng hoạt con. động. Rồi, dừng hoạt động rồi, tiếp theo là Rồi, cô rely đọc do đáp án từ rely on là dựa vào phụ thuộc luôn nha cô. Thank you on. cô. Rồi. Còn give up là bỏ đi cô. Give up, bỏ cuộc, được chưa? Hoặc bỏ cuộc cho cô nha. Bỏ cuộc, bỏ đi, ok. Không, cô đồng ý trong trường hợp là dịch là bỏ đi, đồng ý. Rồi, bây giờ cô sẽ hỏi lại Khánh nè. Bây giờ cô sẽ hỏi nghĩa tiếng Việt, sau đó Khánh đọc to cái từ đấy lên cho cô nha. Thoải Rồi, mái đấy. Khánh ơi, từ nào đang mang nghĩa là tiếp tục trong bài này nhỉ? Carry on. Đúng rồi, chính xác rồi. Từ nào đang mang nghĩa là chăm lo, chăm sóc, bảo vệ nhỉ? Từ nào đang mang nghĩa là chăm lo, chăm sóc và bảo vệ? Looking after. Đúng rồi, chính xác, tốt. Rồi, từ nào đang mang nghĩa là dừng hoạt động, đóng cửa? Close now. Đúng rồi, tốt. Rồi, từ nào đang mang nghĩa là dùng hết? Using up. Đúng rồi, và còn từ cuối cùng đó là từ rely on, nghĩa là rely Dùng. on, cẩn thận cho cô, rely À, on. dựa vào, Đúng rồi, rely on là dựa vào, phụ thuộc vào, được chưa? Rồi, ok, mình nhớ được những cái từ này là tốt rồi. Vậy thì bây giờ cô sẽ có thể tiếp tục được vào bài học của mình rồi. let go, let go. Rồi, ok. Rồi, vậy thì bây giờ sau khi đã biết nghĩa hết tất cả các từ này thì chúng ta hiểu cái nội dung hai bạn này nói chưa? Rồi, cô ạ. Ok, tốt rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bài tập áp dụng với những cái từ chúng ta vừa học ha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta biết rằng những cái hôm vừa rồi chúng ta đang ôn tập liên tục về phrasal verb là cụm động từ được hình thành bởi một động từ và một cái gì Khánh? Một động từ. Giới từ. Đúng rồi, chính xác, tốt, một động từ và một Ok. giới từ, tốt. Rồi, Quá ghê gớm. vậy thì ở đây chúng ta tiếp tục ôn tập với phrasal verb, được chưa? Nhưng mà những cái từ, những cái việc mà chúng ta cần phải làm ở đây là điền động từ hoặc là giới từ thích hợp vào những cái đáp án số 1 đến số 7 này đây để tạo thành một cụm phrasal verb có nghĩa. Ví dụ như trong câu 1 chúng ta thấy là chỗ này nó đang là dying. Thì theo như trí nhớ của Khánh, dying là động từ. Vậy giới từ phù hợp đi với dying để tạo thành một cái phrasal verb có nghĩa là từ nào? Giới từ nào có thể đi được với dying trong cái đếm ở trên này? Trong cái Giới đếm từ ở... con chịu rồi cô ạ. không nhớ hả? Chúng ta có nhớ từ này không Khánh? Dying out, có nhớ dying out không ta? Bro, sao lại là từ đấy được nhỉ? Dung Đó. thật đấy. Rồi, chúng ta đọc là Internet cafes are dying out because people use smartphone instead. Là những cái quán cà phê mà có internet ấy, để cho internet cà phê là theo kiểu mà quán cà phê mà nó có máy tính ở trong đó đó. Những cái máy quán cà phê mà có máy tính ở trong đó thì đang chết dần bởi vì người ta sử dụng điện thoại thông minh rồi. Rồi, những cái câu tiếp theo nếu như Khánh không muốn nói thì Khánh hãy viết đáp án xuống cho cô, được chưa? Rồi, cô xóa một chữ out trên này đi. Khánh viết đáp án xuống cho cô đi Khánh. Khánh biết cách làm chưa? Rồi, cô để em suy nghĩ tí đã. Ok, đương nhiên cô sẽ để cho À, Khánh thôi, xuống. suy nghĩ xong con đọc đi cô. À, Cô đọc luôn không hả? lời chứ. Rồi, ok, lời viết. Rồi, Khánh biết làm câu nào trước thì nói cho cô nha. Khánh không cần phải làm theo thứ tự. Ok, giờ cô. Rơi luôn thì sợ gì. Không cần phải làm theo thứ tự. Biết làm câu nào trước thì nói cô. Ô Nhớ là chúng ta phải xác định được cái cụm phrasal verb đúng nè. Rồi sau đó là phải dịch nghĩa xem nó có phù hợp nữa không nha. duy dĩ đi cái dạo này, cái dạo này rông minh rên tí đi dạo dạ con ra giảng bài.
Rồi, ổn chưa Không Khánh? biết từ số 2 là cắt đau Số 2, cut down. Đáp án vô cùng chính xác. Đúng rồi, my dad cut down the tree in front of the garden. Chính xác. Rồi, tốt. Ok, tiếp cho cô đi. Can't give up. Game up. Game up trong trường hợp này có nghĩa là gì Khánh? Bỏ. Đúng rồi, chính xác. Khi bỏ sô cô la tức là bỏ Vẫn ăn sô đúng. cô Nhân la. tài. Rồi, tiếp theo cho cô. Close down hả cô? Close down. Close down nghĩa là gì? Đúng rồi, chính xác, chúc Đóng mừng cửa. Khánh. Đúng rồi, đóng cửa. Supermarkets are causing more shops to close down, là những cái siêu thị lớn thì bây giờ đang làm cho khiến những cái cửa hàng nhỏ hơn phải đóng cửa, phải ngừng hoạt động. Đúng chưa? Mình giỏi ấy nhở. Nice. Rồi, tiếp. Số 5 nào. Số 5 là use up. Kệ đi cô. À rồi, use up. Rồi, hoàn toàn chính xác. Đúng Ôi rồi, good. giời. Rồi, we use up all the bread. Chúng ta đã ăn hết bánh mì rồi. Bây giờ chúng ta có thể mua thêm nữa không? Rồi, còn là Đó hai đáp là án cuối gì cùng rồi? thôi. Rất dễ nào. Nói luôn hai đáp án nhé, rồi con mở luôn. You can heat up. I look after. Shit. Và đó là hai đáp án hoàn toàn chính xác. Good job. Đúng rồi. Trời ơi, bất Rồi. ngờ Nice, rồi, rất tốt. Rồi bây giờ yêu cầu của cô nữa đó là Khánh có thể dịch lại tất cả các cái câu trên màn hình được không? Làm được không? chưa? Có thể ạ. Ok, rồi câu đầu tiên thì cô đã dịch rồi nha, nên chúng ta không cần phải dịch câu số 1 nữa. Câu số 1 cô nói lại này, là những cái quán cà phê internet thì đang chết dần bởi vì mọi người chuyển qua sử dụng điện thoại thông minh mất rồi. Rồi, còn câu số 2 đến câu số 7 thì sao? Câu số 2 nghĩa là gì nhỉ? Câu số 2 nghĩa là bố của tôi đốn bỏ về cái cây. À, đúng rồi, cây, nhưng mà in the front garden tức là sao nhỉ? Có biết cái in the front garden nghĩa là gì không? Trước cái thì trước cái vườn. Ở cái vườn trước nhà, cái front garden là vườn trước cửa nhà đấy chứ. Mình Front là một garden. thiên tài. Rồi, tốt. Câu số 3. Câu số 3 giờ sang tiếng Việt như thế nào? Câu số 3 là kết bỏ về cái sô cô la đi Đúng rồi. để cho tốt được sức, tốt được sức khỏe. Đúng rồi, chính xác. Bỏ ăn sô cô la vì muốn tốt cho sức khỏe hơn. Nice. Đúng rồi. Tiếp, number Ôi, 4. mình thật là siêu mà. Number 4. Bốn là Number four. tất cả những cái à Siêu thị đang siêu khiến những... thị đã làm cho những cái cửa hàng nhỏ phải đóng cửa. Đúng rồi, chính xác, tốt. Siêu thị làm cho những cái cửa hàng nhỏ phải đóng cửa. Úi, 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 rồi. Rồi, 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 đúng rồi, chính xác. Câu số 4 rất hay. Rồi, câu số 5. Mình quá là tài năng. Câu số 5. Câu số 5 là chúng ta đã dùng hết tất cả số bánh mì. Rồi. Có cần phải mua thêm không? À, cái này thực ra là bạn có thể mua thêm không nhờ người ta đi mua, nhưng mà khánh thực như vậy cũng không sao. Rồi, tiếp câu số 6. Chúng ta cần làm nóng cái món soup trong lò vi sóng Ok, và cái chúng này. ta à tôi cần phải để mắt tới người em trai của tôi khi mà mẹ tôi đi vắng. Rồi, chính xác, đúng rồi. Good, very Tuyệt good. vời. Rồi, dịch rất là ổn ha. Rồi, có thể không đúng 100% nhưng mà cô vẫn thấy là nó ổn và nó diễn đạt đúng tất cả những gì, diễn đạt đúng đại đa số cái ý mà nó được thể hiện ở trong câu văn, nên là cô nghĩ vậy được rồi. Rồi, ok. Rồi, đây sẽ là cái bảng mà Khánh phải về nhà học thuộc cho cô nhé, được chưa? Rồi, đợi cô chút xíu. Rồi cái bảng này Khánh về nhà học thuộc cho cô này, để cô chụp lại rồi cô gửi qua cho Khánh bên Zalo.
Hôm nay Khánh có ôn bài tập, ôn bài cũ, như vậy là cô đã thấy mình làm rất tốt rồi. Một lời khen cho Khánh nha. Rồi, cố gắng là lần sau phát huy ôn bài cũ cho cô. Đây sẽ là bài về nhà mình cần ôn nhé Khánh nhé. Được chưa? Chúng ta chỉ cần xem những cái cụm ở trên màn hình số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó mình nhớ cho cô, được sau này mình sử dụng. Được chưa nào? Ok không Khánh? Ồ. Rồi, ok, good. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? Rồi, mình mới hết được 20 phút phần đầu thôi, nên bây giờ chúng ta tiếp tục làm bài cho cô vậy. Ok, wait a second. Workbook, Unit 4, Our Planet. Cô có Let's thoải mái, cô cho dễ, cô cho ra đề thoải mái. see. Cô cho ra đề thoải mái đúng không? Rồi, Đừng khó quá. ok. Đừng khó quá rồi, bây giờ chúng ta ôn Mình tập lại cái tôn nội. giữ thần. Rồi, bây giờ chúng ta ôn tập lại cái nội dung mà chúng ta đã học ở trong cái unit 4A này. Ô dê rồi. Rồi, Khánh nhìn vô trong cái bài số 1 cho cô này. Ở trong bài số 1 thì có thì người ta đang có hai cái cột AB, mỗi một cột thì nó sẽ chứa những cái từ ngẫu nhiên, được chưa? Nhiệm vụ của mình đó là bắt cặp một từ ở cột A và với cặp một từ ở một B để tạo thành một cái danh từ ghép như vậy cho cô. Hiểu không? Con chọn một từ ở cột A, lấy thêm một từ ở cột B ghép lại để tạo thành một từ có nghĩa và đã xuất hiện trong bài học cho cô. Sao dài vậy cô? Dài là sao? Nhìn nhìn À, kiểu cũng ý là thấy có 9 từ thôi. Ví dụ như bây giờ cô bốc cái từ fossil ở cột A này thì con phải bốc cái gì ở bên cột B để ghép với nhau nào? Cô bốc từ fossil thì bây giờ con bốc cô cái từ gì ở bên cột B để ghép với nhau nào? fuel. Chính xác, đúng rồi đấy chưa? À, Fossil, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó, làm như vậy. Rainforest, Đúng rồi, chính xác. renewable energy, Đúng greenhouse rồi. gases, sea level, Đúng global rồi. temperature, Đúng rồi. À. surface warming. À từ từ có lộn rồi, cái global temperature chưa chính xác nha. Cái global warming ở cô Đúng surface rồi, đúng temperature. rồi, global warming và cái gì? Surface level, đúng chưa? Rồi còn gì nữa? Hồi nãy mình có nói là gì ta? Renewable Renewable, energy. Đúng rồi, còn gì nữa không? renewable energy, Rồi fossil fuel, rồi fossil fuel. global warming có, greenhouse gases có. Rồi còn ai gì nữa là Khánh này? Ai chúng ta còn cái ai gì nữa này? Ice, Còn một từ chưa sử dụng thôi. ice caps. Đúng rồi, ice cap là tảng băng, được chưa? Surface temperature. Rồi, và cuối cùng đó là ice cap. Rồi, hiểu hết chưa? Đó, cách làm bài này dễ mà. Trời đất ơi. Rồi, nice. Quá đối à, đúng rồi, đúng là dễ thật, đúng là dễ thật. Rồi, đây. Tiếp. Bây giờ chúng ta ôn tập lại một số cái từ 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 một số cái phrasal verb chúng ta đã học trong những hôm vừa rồi ha, trong những buổi vừa rồi. Bây giờ Khánh thấy không? Đây là giới từ, tất cả những cái thằng này là giới từ. Vậy thì chắc chắn là nó sẽ phải có động từ ở đó sẵn rồi, thì giờ chúng ta cộng giới từ với động từ để tạo thành phrasal verb cho cô. Được chưa? Tức là nó ngắn gọn, chúng ta điền giới từ thích hợp vào chỗ trống cho cô. Làm cái việc đó trước cho cô nha. Ví dụ như câu số 1 chúng ta có give, thì give đi được với cái nào Khánh? Give đi được với cháu này. Give đi được với cái nào trong cái đống khung đỏ Give up này? hả cô? Nếu mà chúng ta nói give up, give up nghĩa là gì Khánh? Chọn up thì give up nghĩa là gì? Nè, con đang chọn give up đúng không? Vậy thì give up Cô nghĩa để là gì? suy nghĩ tí đã cô. Thì chà, phải cái này phải suy nghĩ nha, không thể nào mà nhắm mắt và đánh bừa được đâu. Give up ở đây là bỏ cuộc, bỏ đi, được chưa? Bỏ cuộc, bỏ đi. Vậy thì ở đây chúng ta hai cái cụm give up vào có nghĩa không nào? Factories and power station, nhà máy và các trạm năng lượng đang gì đấy? Greenhouse gases, chả lẽ đang bảo là đang bỏ đi cái khí thải nhà kính hả? Chưa nha, nó còn một cái give nữa, còn give đi được với một cái tình giới từ nữa để tạo nên cái từ thải ra, đó là từ gì Khánh? Give up.
Give off, chính xác, đúng rồi. Good night. Đúng rồi, give off, đúng rồi đó. Rồi, làm tiếp theo cho làm tiếp những câu tiếp theo cho cô, câu số 2. Rồi, cái này cô không có gạch bởi vì nó có thể xuất hiện nhiều lần nha. Có 6 từ nhưng mà có tới 8 đáp án vậy cho nên chúng ta nghỉ. Cut down tree. Đúng The word rồi. open us slowing, Đúng hitting rồi. up. The word about us like Đúng rồi, run to out. run out. To close off. No, close off chưa chính xác nha, close off chưa chính xác. Còn hồi nãy con làm được được cái đáp án close này ở bài trước rồi thì bây giờ con cũng phải làm được cho cô. Close Close. down, cô. Đúng rồi, close down, nhắc lại cho cô close down là gì? Lâu đau nhá, đóng Đúng cửa. rồi, close down, đóng cửa, để trên là tức là dừng hoạt động, mẹ cho ngừng hoạt động. Rồi, close down. Rồi, tiếp. Rely gì đấy? Chúng ta có từ rely. Rely đi với gì? Reliable. No, không. Rồi, cô số 6 xem là cho cô rely đi với giới từ nào ở trên này. Rely with. Không, rely không đi với with, the rely. Lie out. Chưa chính xác luôn. Lie down. Không luôn. Rely Cuối cùng cũng đúng, trời đất ơi. Đọc lại cho cô, rely on. on. Rồi, nhắc lại rely on nghĩa là gì? Đầu giờ chúng ta có ôn tập rồi. Rely on nghĩa là gì? Rely on nghĩa là gì, Khánh? Rely on nghĩa là Rely on nghĩa là gì? Rely on nghĩa là gì? con chẳng nhớ nữa luôn cô ạ. Rely on là phụ thuộc vào, dựa vào, đúng chưa? Rely on phụ thuộc vào, dựa vào. Nhắc lại cho cô, rely on nghĩa là Thế gì? Rely on nghĩa là gì? Nhắc lại. like on nghĩa là phụ thuộc. Đúng rồi, đi chơi, phụ thuộc vào, dựa vào. Rồi, câu số 7. Câu số 7, con thấy có hai cái chỗ trống không? Tức là phải có tới hai giới từ ở trong này lận á. Rồi, có tới hai chỗ trống lận thì con điền cái gì, Khánh? Alo, Khánh ơi. Không chịu, cô đợi con nghĩ thì đã não con đang chưa loát nổi. Chưa lát nổi. Chưa lát nổi, ok. Rồi, 5 giây nữa được không? 5, 4. Recently came up with. Đúng rồi, chính xác, came up with. Rồi, tuyệt vời. Type of animal and plant dying out. Đúng rồi, dying out, tốt, chính xác, nice. Rồi, được chưa? Nhờ vào cảm biến mà sao mình đúng nhiều phết nhỉ? Rồi, Khánh đọc lại cho cô. Give off. Give off. Rồi, give off này có nghĩa là gì, Khánh? Give off là thường hay đi với các loại khí thải. Thì cái động tác give off này là giống như cái bô của cái xe đấy. Nó cứ give off gases như vậy. Thì nó là hành động gì? Hải à. Đúng rồi, chính xác, được chưa? Give off chúng ta có liên tưởng đến Ok. cái bô xe. Nó hay thải các cái khí độc, khí bẩn ra thì nó là thải ra. Rồi, cut down, đọc lại cho cô, cut down. Down. Rồi, con biết cái đấy Bốn rồi đó. bỏ. Rồi, tốt, heat up. Heat up, đọc lại nè, heat up. Heat up. Rồi thôi, cái này những này con biết rồi đúng không? Rồi, chúng ta có cái gì đây? Rely on, cái này con hay quên này, rely on. Rely Rồi nghĩa là on à, nghĩa lại quên, lại quên chứ là rely. gì nhỉ? Chứ rely on này quên Phụ hoài luôn. thuộc. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi. Good, phụ thuộc. Rồi, come up with hay là came up with ở quá khứ thì chúng ta có nghĩa tiếng Việt là gì đấy? Come up with hay là came up with nghĩa tiếng Việt của nó sẽ là gì? Chúng ta nhớ chưa? Rồi, cái này nó có trong cái phần từ vựng mà cô bắt Khánh mà về nhà học hôm bữa nha. Nó có trong cái hình mà cô gửi qua Zalo ý. Thế cơ ấy à? Đúng rồi, nó có trong cái hình gửi qua Zalo. Được chưa? Rồi, come up with là nghĩ ra. Được chưa? Come up with là nghĩ ra. Nó ý gì nhỉ? Nhớ chưa? Mình có học rồi mà. Come up with là nghĩ ra. Rồi, vậy
out nghĩa là gì đấy? out nghĩa là gì nhỉ? Chết dần. Đúng rồi, chính xác, tốt, đúng rồi, tốt. Hay là tuyệt chủng ấy nhỉ? Đúng, hai cái đều đúng con, cả hai cái đều đúng. Được chưa? Hai cái đều đúng. Rồi, vậy Khánh ơi, bây giờ Khánh thử đọc những cái câu này và Khánh cho cô biết là những cái câu này nó đang nói đúng hay là sai sự thật thực tế. Thì cho cái này theo Khánh nghĩ thôi là you think this is true or false? Khánh nghĩ xem những câu trên là true hay là false. Rồi sau đó Khánh nói cho cô nhé. Hiểu ý không Khánh? Vâng. Rồi ví dụ như câu 1 là factories and power station give off greenhouse gases. Những cái gì đây, những cái nhà máy và ok, em con này true đúng không? Rồi, một cái là true. Ok, vậy thì tiếp theo, number 2, true or Ô. false? Ok, false. Rồi, when we cut down tree, we increase the amount of CO2 in the atmosphere. Rồi, false. Con hiểu câu số 2 như thế nào mà con chọn false nhỉ? Vì nếu mà đốn cây làm sao mà lại cung cấp thêm được cái đấy cô? À, cái con biết cả CO2 này là gì không? Carbonic đi cô. À, khí CO2 này thì con cứ hiểu là những cái khí thải đi ha, những cái khí thải mà nó không có tốt cho môi trường và không có tốt cho con người ý. Vậy nên nếu như mà chúng ta chặt phá cây thì chúng ta đã làm tăng cái lượng CO2 ở trong không khí lên thì con thấy là sai đúng không? Rồi, xíu nữa chúng ta sẽ kiểm tra thử. Rồi, câu số 3. Câu số 3. Câu True. số 3. True or Con nghĩ là true. false? Ok, con nghĩ là true rồi và cô cũng đồng ý với con ở khoản này, đó là the world's oceans are slowly Nước heating, slowly heating á. trà. Nghe phết. Nước trà, trời ơi cái gì vậy nước trà? Giống nước trà hả? Rồi, number 4, true or false? Hãy để não con mát một tẹo đi cô. Đúng rồi, cô đang ok, cô đang để nào cho não con lát nè. Cái não mình hôm nay nó trì trệ nhỉ. Rồi, con hiểu câu số 4 như thế nào? Câu số 4 nghĩa là cố để con nghĩ tí tượng. Những cái bài tập này chắc là khó hơn bài tập ở trên lớp nhiều nhờ Khánh nha. Ui dồi ôi cô ơi. Dĩ nhiên cô, bài thi nó không có mấy bài này. Nhưng mà nếu như vậy thì điểm ở trên lớp Khánh đáng lẽ phải cao hơn ở đây chứ đúng không? Anh có thấy là điểm ở trên lớp của mình ổn không? Ổn cô. Ok, rồi cố gắng cho cô nhé. Rồi, Khánh, do you think number 4 is true or false? Do you think number 4 is Number four. Two. true? Ok, number 4 is true. Chúng ta hiểu như thế nào mà chọn true đây? Câu số 4, the world supply of gas. Con cũng đầu con đau lắm cơ. Rồi, cô dịch giúp luôn nhé. Rồi cái nguồn cung cấp dầu kiểu nói như là khí đốt nè, nguồn cung cấp khí đốt của cả thế giới thì sẽ gọi như là cạn kiệt trong vòng 10 năm tới. Đó và con chọn là true đúng không? Dĩ Cô lại nghĩ là false. It's not 10 years, more like it's about 50 years. Nếu như mà nó nói là 50 năm thì cô mới nói true. Còn nếu mà 10 năm sau thì cô nghĩ là no, I don't think so. I don't think so. Rồi, ok, cái bài này chọn true hay là false thì nó khó với Khánh quá nhỉ, tại vì những cái vấn đề này Khánh còn hơi nhỏ để quan tâm đến, đúng không? không phải con tìm hiểu nhiều nhưng mà con nay con đang đau chân quá cô, con đang hơi chuẩn bị tí. Đau chân liên quan gì đến suy nghĩ Khánh? Đau làm không suy nghĩ được ấy cô. Trời đất ơi, really? Rồi, oh my god, rồi. Ok. Rồi, write the phrasal verb that can replace the underlying word choose from the list below. Rồi, bây giờ chúng ta làm bốn cái câu này trước cho cô đi. Ok, Cô để câu. con ý nha. Sao vậy Khánh?
Cô để con nghĩ tí nhá. Ok không, bây giờ để cô giới thiệu cái bài làm đã. Bây giờ chúng ta nhìn vô trong đây đúng không? Chúng ta thấy ở trong cái ô đỏ này thì tất cả những cái cụm động từ mà cô vừa mới khoan lên thì nó là gì đấy? Phrase gì? Vừa đây rồi vớt. Đúng rồi, tất cả tụi nó đều là phrasal verb, sẽ bao gồm một động từ và một giới từ đi với nhau, đó là phrasal verb. Nhiệm vụ của mình đó là nhìn những cái cụm từ đang được gặp chân ở đây và thay thế nó với một cái phrasal verb thích hợp ở trong cái hộp này. Được chưa? Đó, vậy thì từ câu số 1 đến câu số 5, Khánh biết làm câu nào trước thì cứ làm cho cô, hãy đọc đáp án cho cô. Ví dụ như chữ take care of nè, take care of trong số 4 hay là chữ think of trong số 1, chúng ta có thể chọn cái từ nào trong cái hộp này thay thế vào thì nói ra cho cô. Nhá. Rồi Wow. cô cho Khánh 5 phút suy nghĩ làm bài rồi sau đó là cô kêu hết giờ là chúng ta phải đọc đáp án cho cô đó nha. Yeah, cô. Để xem nào. I need to look after cô. I need to look after, chưa chính xác. Rồi, con thấy ở đây có chữ think không? Think ở đây là suy nghĩ. Vậy thì trong cái động từ nào, trong những cái phrasal verb ở đây, cái nào nó có liên quan đến suy nghĩ hả? Cái nào có liên quan đến suy nghĩ? Give Chưa, không phải. Give up đâu phải suy nghĩ. Give up là bỏ cuộc mà bỏ đi mà Khánh. Chưa chính xác nha. có cái nhờ Ừ. Vậy thì Khánh bỏ câu số 1 qua cho cô Khánh làm những câu khác xem nào. Rồi, junk food ở đây là đồ ăn vặt nên để chơi junk food là đồ ăn vặt kiểu như là bim bim này hay là những cái đồ chiên mỡ, xin trying bẩn kiểu mình đấy. to give Đúng rồi, chính xác, I'm trying to up. give up. I have to run 10 km, see Từ từ, what từ từ, to con try Khánh Khánh đợi cô chút to xíu. carry on. Ok, I'm sorry. Ok. Okay, wait wait a moment, đợi cô thêm chút xíu nữa. I'm sorry, my dog came upstairs, so I have to tell her to go down. Oh, Yeah. chó, Okay, chó, you say give chó, up, right? Okay, give up is the correct answer. Rồi, Khánh nói câu nào nữa nhỉ? Nãy cô không tập trung lắm. chó. Tiếp theo là carry on Carry on, chính xác, đúng rồi, nice. Rồi, you still remember, very good. Carry on, okay. Anything else? quá. Wait me a minute. Não mi đang loát. Ok, vậy để cô gặt hai cái mà give up. À đâu, không, đây không phải cái gặt. Cô gặt cái give up của mình và cái carry on ha, bởi vì chúng ta làm đúng rồi. Hề hề. Nice. Rồi, cố gắng lên Khánh, cố gắng lên. We have 5 minutes left, chúng ta còn 5 phút. He left his job so he could look after his Chính xác, đúng rồi, look after, đúng rồi. son. Please don't set No, không phải set off nha, không phải set off. off. Đúng rồi, use up, chính xác, đúng rồi. Rồi Ok. cái thứ một là come up with. Đúng rồi, chính xác. Nice, Quá wow, đúng ngươi. nha. Mình Ôi, thật là đến. tuyệt vời. Ôi, đến bừa luôn à, đến bừa luôn à. Trời đất ơi. Ta sao con lại nói đến bừa Khánh? Con tại ít nhất con cũng phải giả bộ là trời ơi, mình tài giỏi quá để cho cô biết là con có suy nghĩ chứ, con nói đến bừa một cái là con buồn ghê luôn á. Thật là buồn quá. À, còn lỡ mồm. Rồi. Chúng ta không có go up ha, go up chưa chưa xài. Ở đây mình còn put off, set off và use off. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, put off nhắc lại đó là trì hoãn. Set off thì xíu nữa chúng ta tìm, chúng ta làm thử chúng ta biết. Go up là tăng lên. Rồi, bây giờ. Ok, chúng ta làm tiếp những cái câu còn lại.
Rồi Khánh nhìn thấy bài không? Chúng ta hồi nãy đã làm xong câu số 5 rồi thì bây giờ chúng ta làm câu số 6 cho cô đi. Để cô xóa bớt đã Khánh. I need to delete something. Khánh làm tiếp câu số 6, số 7 và số 8 cho cô đi. Còn lại có 3 từ thôi à. Vậy à? Ừ, thôi đây để cô khoanh lại. Rồi, làm nước câu số 6, số 7, số 8 cho cô nào. Chúng ta có carry on làm rồi, come up with rồi, give up rồi, look after rồi, và use up rồi. Đây, còn lại 3 từ, go up, put up và set up. Rồi, cô nhắc lại nè. Go up là tăng lên. Put up là trì hoãn. Set off là rời đi. Vậy thì còn cô sao? Là thế ư? Ừ, đúng Bất rồi. ngờ quá đi. Rồi, biết được đáp án chưa? Biết được đáp án chưa? It's not that difficult. Chúng ta có từ rise này là gì đây Khánh? Rise này là gì? Rise này là tăng lên. Vậy thì từ nào nó bằng với chữ tăng lên đúng không? Rồi, đúng rồi, chính xác. Delay là set off, leave là put Chưa, chính xác. Put off off. mới là delay. Và leave mới là Hay set off. quá, con hơn mà ngược lại thì xỉ. Ok, rồi. Rồi, tạm chấp nhận, tạm chấp nhận. Rồi. Đúng ý. Ok. Được chưa? Khánh thảo cảm thấy là mình ổn cái phần phrasal verb này chưa? Rồi ạ. Ok, rồi ổn ổn với phrasal verb rồi ha. Rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục ôn tập lại những cái phrasal verb đã học trong bài cộng với những cái từ mà ví dụ như là sea level này rồi surface temperature, tiếp tục ôn tập những từ đấy cho cô nhé. Hôm sau cô tiếp tục khảo, được chưa nào? Rồi hôm sau khi Ok. mà khảo bài xong thì chúng ta sẽ qua bài mới để cô coi coi bài mới chúng ta có cần phải chuẩn bị gì không. Rồi. Ok. Rồi, bài mới có cần phải chuẩn bị gì không? Đây có, cô gửi chuẩn bị luôn. Cô gửi một cái bảng này. Đấy, Khanh thấy cái bảng tiếp theo mà cô đang gửi ấy, cô vừa mới gửi qua Zalo. Thì đây cô show cho Khánh luôn nhé. Để cô dặn dò. Rồi Khánh có đang bật Zalo không hay sao? Không có đang tắt của Ok, rồi con đang tắt Zalo. Vậy thì để cô show cái hình ảnh cho mình đã. Where is it? cái Where is gì à? it? À, cô đang tị, cô đang mở cái ảnh trong Zalo là chưa có loát xong ấy. Rồi, Khánh Khả năng ơi. để thật là bất ngờ của gì. Rồi, Khánh ơi, chúng ta thấy nè. Đây sẽ là bài Khánh cần phải chuẩn bị cho cô. Chúng ta có tính từ small là nhỏ hơn. À nhỏ đúng không? Vậy thì nhỏ hơn thì chúng ta có gì Khánh? Để nói cái gì nhỏ hơn thì chúng ta dùng từ gì? Dùng từ gì trên màn hình đây? Small là nhỏ hơn, đúng chưa nào? Nhắc lại, small đơn giản là nhỏ, nhưng mà để nói A nhỏ hơn B thì chúng ta phải xài smaller chứ không phải small. Được chưa? Vâng. Rồi, vậy thì bây giờ Khánh thử suy nghĩ cho cô coi những cái từ tiếp theo này, large này, early này, bigger này, khi mà chuyển thành dạng so sánh hơn ấy, nó sẽ chuyển như thế nào? Được chưa nào? Nó sẽ thành cái từ như thế nào? Ví dụ như là big so sánh hơn của nó là gì? Để nó là cái gì đó to hơn thì nó như thế nào Khánh? Thời gian Gì vậy? không phải là cái gì cô À bigger hả? Con nói bigger đúng không? yeah. À tại vì cô nghe không rõ, nó hơi lag rồi. Đúng rồi, bigger là đúng rồi đó. Boom. Rồi, vậy thì Boom. những cái từ tiếp theo là Khánh làm cho cô nhé. Từ số 2 đến số 6 ở đây, được chưa? Rồi, cái này thì nếu như chúng ta biết thì chúng ta hẳn làm, còn không biết thôi để chồng cũng được. Xem trước cho cô cái phần này là được. Rồi, thank you so much for coming here today. Hôm nay cảm ơn Khánh rất nhiều. Bây giờ cô hẹn gặp lại Khánh sau nhé. Yeah, vâng. Ok, bye bye Khánh. Bye bye, cô.